học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới như chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá ha. Và một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, và mấy bạn còn hung dữ, nhưng được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình, nên chúng mình mới khổ bị đè đầu cưỡi cổ, bị say vặt tùm lưng. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm thì mét cô. Nhiều lúc ăn gyro còn nhỏ thì cười hô hố, chỉ biết chắc cái số cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày chịu không nổi ăn gói xôi cũng không vô, cầm nguyên tập trội lên tường, nhỏ lớp trưởng chỉ đứng cầm rồi âm thầm quay bước đi, nghe thiên hạ đã đồn rằng đứa mới nhỏ đang nghẹn ngào tuôn rơi. Kể từ ngày hôm đó nhỏ cũng không la ó và cũng không thèm ngó, để mình qua một xó chẳng còn ai chăm lo, và mình tìm thấy tự do nhưng lại thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Năm lớp lên trên cầu bạch chiến khó khẽ để nói anh yêu anh dần, vì anh lúc anh đâu biết được thì anh cứ ngu ngơ thế thôi, cứ lúc chốc trêu anh vậy thôi đó. Và em ước muốn sẽ còn này được như thế lời yêu nói rằng I love you. Thôi thì làm con trai đã có lỗi thì xin lỗi, bà đừng giận tôi nữa nha, tôi biết lỗi rồi mà. Tôi xin hứa về sau sẽ không hay nổi cáu, ngoan ngoãn mà lắng nghe những gì mà bà sai bảo. Thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất, nói ra một câu hứa đến bây giờ còn thấy hố, để thành một thằng ngố giống như là tì nô, còn nhỏ thì là phú hộ thỏa sức và đô hộ. Mua bánh chén, mua nước ngọt, xách đôi giày, xách cái cặp, cái gì mình cũng gặp. Ôi thật là mất mặt trước cái lũ con trai, chúng nó cứ đùa dai, nhỏ thì cứ ra oai, thật tội nghiệp là trai của mình. Vậy mà bây giờ còn nảy sinh thêm cái trò mới, phải cho mình cái iPhone, xài cái sim cướp bộ, bắt mình làm xe ở những lúc khi nhỏ chán, không thì làm ông tám ngồi thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà một thời gian tiếp xúc, một thời gian bị hành hạ, và mình đã nhận ra đằng sau cái ác ba nhỏ thật là tốt bụng và thật là đáng yêu, giống như một thiên thần nhé. Năm lớp lên trên cầu bạch chiến khó khẽ để nói em yêu anh rồi, vì anh ngốc anh đâu biết được thì anh cứ ngu ngơ thế thôi, cứ lúc chốc trêu anh vậy thôi đó. Và em ước một xe con này được như thế lời yêu nói rằng I love you. Bắt đầu biết buộc rêu, bắt đầu undercut, bắt đầu thích short style và bắt đầu thích đâu hơn, bắt đầu nghĩ vu vơ, bắt đầu thích mộng mơ, bắt đầu biết làm thơ rồi bắt đầu làm rapper. Kể từ ngày hôm đó và con mắt cứ hay nhìn nó về những nơi có nhỏ, rồi từng bước chăm lo đến bản thân của nhỏ, để mọi điều chưa rõ về nhỏ giờ sẽ được sáng tỏ. Và khi màn đêm buông xuống, có một bóng đèn hiu hắt, một bóng người đang cầm cụi học bài, vì một tương lai ngày mai và vì một người con gái, không một ai chê bai vì mình là trai tài gái sắc. Ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhóc? Có thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Thì tôi có hai tấm vé được người ta cho phi, nếu mà rảnh thì cùng đi sao hả? Tự nhiên tốt quá ha, có ý đồ gì không dạ? Không có gì hết mà, quyết định vậy đi nha, đúng 7 giờ tối không gặp không về. Chạy chút phút rêu đều gần 3 tiếng đồng hồ, cái chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý. Mang đôi da nô tê cùng thêm cái áo ghi chì và cái quần đi dưới trong thật đẹp trai hi hi. Đi ngang tiệm hoa mua cho nhỏ một bó, xinh xinh nhỏ nhỏ thơm ngát hoa hồng. Vì hôm nay là ngày quan trọng, bấy lâu nay mình chờ mong lời tỏ tình đầu lòng, còn mong sẽ thành công. Một phút, hai phút, còn gần cả trăm phút, biết nói gì mơ mộng cho nhỏ sẽ rung động. Một giọt, hai giọt rồi cơn mưa ào tới, cuốn cho niềm phấn khởi những hy vọng dần vơi. Chờ một tiếng rồi hai tiếng, nhìn mọi người ra vào, tay trong tay cười nói chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe tiếng bàn tán có một vụ tai nạn, là một cô gái trẻ trên người đầy máu me. Chạy không nơi tìm kiếm, còn mong xin đừng là nhỏ nha, còn mong nhỏ đừng tới. Mình chờ đợi cũng không sao, nhưng mà đến hiện trường nhìn thấy người đang bị thương, đúng là nhỏ lớp chửi cái người mà tôi đang thương. Âm chặt nhỏ vào lòng thật xót xa, thật dây dứt, đừng có gì nha ấy, vì mình chưa kịp cho ấy biết mình thích ấy biết mấy. Mình muốn được bên ấy quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho ấy suốt đời. Ngốc ơi là ngốc, tôi đâu có bị gì đâu mà ông ngồi đã than khóc. Nói chuyện chân đi không được, tại trời mưa như chút nước nên tôi không biết sớm được. Còn không biết mà đỡ tôi dậy làm gì mà ngồi đấy mà sao? Có quá dài chờ ngày mà không thấy thức tâm mưa đây lắm sao? Rồi ngày mai ông bệnh, ai làm ông xin cho tôi? Còn ai để tôi bắt nẹt? Còn ai cùng tôi đi chơi? Thật là ngốc quá trời. Trời trời, vậy là không có sao hả? Trời trời, vậy là không có gì à? Trời trời, vậy là tôi đi hố tập 2 nữa hả trời? Thôi chết tôi rồi. Đúng là những lời ban nãy ông đã nói. Có biết gì không? Những ngày qua tôi chờ mong mà ông để tôi ngóng trông, đúng là đồ ngốc chứ gì.